Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió, nên ngày hôm nay, đêm nay 17 tháng 4, tại khu vực Bắc Bộ thì sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to và tổng lượng mưa phổ biến ở ngưỡng từ 80 cho tới 120mm một đợt, có nơi thì trên 150mm một đợt. Đặc biệt, đêm qua mưa lớn gây lũ ống khiến một lượng lớn đất đá bị cuốn về hạ lưu tràn qua thôn 1, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 25 ngôi nhà và hơn 5 hecta hoa màu hư hỏng. Theo nhà chức trách Lào Cai, trận lũ ống còn khiến hàng trăm khối đất đá đổ xuống vùi lấp khoảng 200 mét trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, khiến cho giao thông ở nơi đây tê liệt hoàn toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong nhiều giờ tới thì khu vực các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở vùng núi thì sẽ tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 cho tới 50mm, có nơi trên 80mm. Bà con cần đặc biệt lưu ý lũ ống và lũ quét. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới các tỉnh Quảng Bình thì cũng sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Ở vùng núi phía Tây, cục bộ có mưa to đến rất to. Và trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thì trời chuyển lạnh, vùng núi thì có nơi chuyển rét. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.